cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 60 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Trương Bửu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tình yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Chị Dung Trần hiện cư ngụ tại thành phố Montreal, Canada. Chị là người ngoài công giáo, nhưng chị có niềm tin mạnh mẽ vào cha. Chị thường cầu xin cha trong những lúc chị gặp bệnh tật hoặc khó khăn. Và chị đã nhận được rất nhiều ơn của cha. Một lần ngủ dậy, chị cảm thấy ngực của chị rất đau và nặng. Mỗi lần thở là chị cảm thấy đau nhức. Chị đã cầu xin với cha, cha ơi, cứu con, cho con hết đau liền đi. Và một lần khác, chị ra đường đi bộ, không may bị trơn trượt té và thời tiết lúc đó đang có bão tuyết. Trời lại tối và từ xa đang có một chiếc xe lao rất nhanh về phía chị. Chị chỉ kịp kêu lên, cha Diệp ơi cứu con. Câu chuyện diễn tiến như thế nào và chị có thoát được tai nạn không? Xin kính mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại qua điện thoại mà chúng tôi đã thu âm lại. Trước hết Dung xin kính chào Trương Bửu Diệp Foundation ở Garden Grove, California. Dung nhiều ơn của cha lắm. Bắt đầu mình kể nhanh, rất nhanh là tại vì nhiều quá mà không có bao giờ được đến thăm viếng cha để tạ ơn. Tháng 11, 2013 vừa rồi đó, là mới đây đó, cách đây 7 tháng đó. Thì tự nhiên Dung ngủ dậy, bên một cái mình nó nặng quá. Nó nặng giống như mình đốt một cục gạch vô, nó nặng tới vậy. Mà nó đau không thể tưởng anh, tức là mỗi giây Dung thở đó là nó đau. Thì Dung mới nghĩ đàn bà mà khoảng 45 tuổi trở lên hay bị căng xe ngực đó anh. Thì Dung sợ quá, Dung mới đem cái hình cha, Dung mới nói trời, sao tự nhiên con ngủ dậy ngực con đau mà mỗi phút mỗi giây con thở con đau quá trời, chắc là con bị căng xe ngực rồi, chắc giai đoạn cuối rồi. Tại thường thường anh biết căng xe giai đoạn đầu thì nó không có đau, nhưng mà giai đoạn cuối đau thì tức là mình cũng gần xong rồi. Thì Dung xin cha, Dung nói trời, cha độ cho con sao con đừng căng xe nha. Nếu mà thật sự cha thương con đó, cha đã ban cho con nhiều ân lành đó, thôi bây giờ cha cứu con kỳ này đi, cho con hết đau liền đi, cho con hết đau liền tức khắc đi. Thì cái lúc mà Dung ngồi nói câu đó là 11 giờ đêm. Mà anh có tưởng tượng sáng hôm sau 10 giờ sáng Dung ngủ dậy, Dung ra đường, Dung lấy xe Dung đi công việc, mà Dung không còn nhớ tới cái đau mình nữa, tức là nó đã hết đau rồi. Thì tới 1-2 giờ trưa mới giật mình, ủa sáng giờ sao mình không đau. Tức là cái cơn đau nó hết rồi, thành ra mình quên nó đi luôn rồi. Và cái nặng mà em nói là cái như hòn gạch mà đứt vô cái ngực đó, nó cũng hết luôn anh, nó nhẹ hẳn lên giống như cái ngực bên mặt vậy đó. Rồi lúc đó Dung khóc quá trời anh ơi. Rồi lúc đó Dung mới nói là người ta chỉ cần một ơn thôi, người ta đã chạy đến Foundation Trương Bửu Diệp ở gạch lên cô tạ ơn cha rồi. Còn mình 7 năm nay quá nhiều mà lần này là lớn nữa. Lần này là mình mà nếu không cầu xin cha dám canh xe dám chết lắm. Thì nó nặng lắm anh ơi, thở không được anh. Nhưng nghĩ là cái tim mình chắc sắp ngừng rồi. Tại vì mỗi lần thở, mỗi lần đau chịu nổi. Có một cái biến cố này lớn lắm anh.
là chính cha dịp của Mạng Dung nè. Sau cái New Year thì bên Canada ngày 8 January 2014 đó, nó có một cái trận bão tuyết lớn lắm anh. Nó lên tới đầu gối mình á. Thì sau cái trận bão tuyết lớn như vậy thì là mưa. Anh coi giữa mùa đông lạnh lắm, trừ ba mấy độ, mà qua cái trận bão tuyết thì là mưa. Mưa cả ngày. Thì sau cơn mưa là bắt đầu đường nó trơn bóng. Anh tưởng tượng bây giờ cái khối nước đá mà mình để trong ngăn đá đó, trong tủ lạnh đó, nó làm sao đó, thì ở ngoài đường của Canada nó như vậy đó. Nó trơn, nó bóng lắm anh. Tức là mình bước ra khỏi nhà là mình tụt nước à, không có thể đi được nữa. Thì Dung nhìn ra đường là không có một người nào đi đường đó. Trừ ra người ta phải đi làm hay là phải có chuyện gì quá quan trọng người ta mới ra đường. Không ai dám ra đường là chết liền, xe đụng chết liền. Dung mới nói trời, bây giờ mở tủ lạnh ra, nhà không còn một cái gì ăn. Bây giờ hy sinh. Dung mang giày, Dung mặc măng tô kỹ, xong rồi đi chậm chậm. Mình nói thôi nhà mình gần quanh mất lắm. Thì Dung nói thôi không lẽ có 3 phút mà mình té. Dung đi ra, Dung ra quanh mát, Dung mua đủ thứ trái cây, mỗi bên 5kg luôn. Thì Dung trở ra một cái, thì Dung bật ngửa. Tức là tại vì mình xách nặng quá mà đường trơn bóng quá. Mà trên đường đi có một mình Dung đi à. Dung đã nói cái ngày quan trọng nguy hiểm thì không ai ra đường. Mà cái con đường Dung đi nó không có đèn đêm anh. Mà lúc đó 6 rưỡi chiều của Canada mà ngay tháng giêng thì anh biết nó mù mịt giống như 12 giờ đêm mùa hè vậy. Dung té bật ngửa một cái mạnh lắm. Là cái sườn đập xuống cái khối nước đá đó, Dung nói thôi chết rồi, mình gãy xương sườn rồi, chắc chắn bị xương sườn rồi, để đau lắm, Dung đau lắm. Thì Dung nói thôi bây giờ phải lấy cái xe le phone police chở mình về. Vừa mới thò tay vô định kêu police chở mình về, thì có một cái xe hơi nó đang chạy cái vận tốc khoảng 40-50 cây số, nó đang chạy tới Dung. Nó chạy giật dìu tới mình á, mà nó đang trước mặt mình nữa. Trời ơi, Dung nói thôi chết rồi, kìa này chắc cái xe cán mình chết. Lúc đó Dung thấy cái xe nó đang chạy ào ào tới ngược phía mình. Thì Dung mới kêu lên cha Diệp. Dung vừa kêu dứt tiếng cha Diệp thì có hai bàn tay ai đó nắm hai cái cánh tay Dung, kéo Dung đứng thẳng lên. Thì lúc đó là Dung cảm nghĩ đâu, ô hai bàn tay ai đang nâng đang nắm cánh tay mình dựng lên á, dựng lên luôn á, dựng mới kịp á anh. Thì cha vừa dựng ngay Dung lên cái thì cái xe nó chạy ào qua mặt mình đi. Tức là nếu mà không có người dựng mình lúc đó là chắc chắn Dung bị cán đứt đôi làm hai rồi. Thì mình té bật ngửa giữa đường xe chạy. Trời Dung hú hồn. Cái Dung nói trời trời cha cứu con rồi, chị này con thoát chết rồi. Mà lạ lắm anh. Thì vừa Dung vừa đứng lên thì cái xe đó nó đi ngang mặt Dung thì nó lại quay trở lại. Thì bà quay chiếc xe xuống, bà nói có sao không đó. Thì Dung nói ô dạ không có sao hết. Bà nói chuyện với Dung mà bà nhìn sau lưng Dung. Dung thấy cái ánh mắt bà không nhìn ngay mình, nhưng mà lại nhìn phía sau lưng mình á, nhìn ai đó không biết nữa. Thì Dung mới nhìn bà, Dung nói ô không có sao, nhưng mà mày nhìn ai vậy? Tức là cái ánh mắt không có nhìn ngay Dung. Thì bà nói có một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau lưng mày, đỡ mày lên đó. Tức là bà thấy nhưng mà Dung không thấy. Dung nghe bà nói thì Dung quay lại sau lưng mình thì không thấy ai. Thì con đường mênh mông chỉ có Dung với cái xe bà thôi, thì đâu còn ai nữa. Thì Dung quay lại, Dung nói bà không, tao không thấy ai. Bà nói có một người mặc đồ đen đứng sau lưng mày, mới vừa đỡ mày đứng lên đó. Thì Dung biết liền là cái gì ta, chứ còn ai. Bà nói là mặc một cái áo dài màu đen á, áo dài thon luôn á mà màu đen. Thì Dung nói ô, thành ra trong bụng thì Dung biết rồi, Dung không có nói với bà, nhưng mà Dung biết rồi, ô trời gì, trời gì mới đỡ mình đứng lên. Thành ra cha cứu em qua cái trận nó lớn quá, không có cha vừa đó là đúng là cái xe đó nó cán mình, tại vì giữa cái đường lớn xe lộn như vậy, chỉ có một cái xe hơi tới, không ai cứu mình được. Cũng ước ao ngày rất gần qua nắm bàn tay ở cha, ở cái tượng cha coi nó khác biệt với cái bàn tay ở trong giấc mơ như thế nào. Chân thành cảm ơn hội Chương Buổi Diễn cho phép chúng được thâu âm. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài lòng dạ. Chị Nguyễn Minh Phụng hiện ở thành phố Santa Ana, California. Chị có người em trai ở Việt Nam đang có hồ sơ do mẹ bảo lãnh. Trong thời gian chờ đợi, bất ngờ mẹ của chị qua đời và các văn phòng luật sư hồ sơ bảo lãnh cho em trai không còn hiệu lực nữa. Trong một dịp về Việt Nam thăm người thân, chị đã về Tắc Sậy, Cà Mau, nơi có mộ cha Phanxicô Chương Bửu Diệp để xin cha cho hồ sơ em của mình được cứu xét, mặc dù chị biết có rất ít hy vọng. Lời cầu xin của chị với cha có được như ý nguyện không? Xin mời quý vị nghe chị chia sẻ lại câu chuyện sau đây. À, em thì là tên Phụng, còn đây là chị gái lớn tên Nga, còn chị bên đây là tên chị Anh. Thì hồi năm vừa rồi, vào tháng 6 năm 2013, nói chung là gia đình em thì đông anh em, 14 anh chị em.
thì được sang đây được 10 người. Thì trong đó là 9 cái hồ sơ là do bố em đứng tên bảo lãnh. Riêng đặc biệt có một cái người em của em là cách em một đứa đó, thì là mẹ em đứng ra bảo lãnh. Lúc đó là bình thường thôi, nhưng hồ sơ của thằng em nó kéo dài hơn 2 năm rồi mà cũng không có thấy gọi. Thì trong cái thời gian đó thì mẹ em qua đời, người đứng đơn thì lại qua đời. Cái hồ sơ thì cứ im hơi lặng tiếng, không có thấy nhắc tới gì hết. Thì em có thắc mắc, em mới đi ra hỏi văn phòng dịch vụ. Họ mới nói là cái hồ sơ mà người đứng bảo trợ mà qua đời thì coi như là clear, không có. Đóng sổ lại luôn. Dạ, đóng sổ luôn. Mặc dù là anh đã đóng mấy trăm đồng gì đó, tất cả các cái thủ tục đầy đủ thì cũng clear hết. Hơn 10 văn phòng em đi hỏi thì ai cũng trả lời với em một câu là không có được. Coi như là hồ sơ đó bỏ luôn. Thì có một văn phòng thì họ nói với em là có thể chuyển qua cái diện đi nhân đạo. Thì họ lấy cái lệ phí là 500 đồng. Nhưng mà có 1% là được thôi. Vâng, họ nói là 1% là được thôi. Là vì họ nói lý do là gia đình đông quá mà đi qua đây cũng nhiều rồi. Thì có thể họ sẽ xét theo cái diện nhân đạo. Nhưng mà tỷ lệ đạt yêu cầu có 1% thôi. Họ nói trước cho mình như vậy. Thì em và bố em là cái người quan tâm và hay theo dõi cái hồ sơ này. Thì đầu tháng 5 em về Việt Nam. Thì trong cái lúc về Việt Nam thì em có bàn với bố em là thôi, cái chuyện là nó không đi được. Tại vì chờ đợi bao nhiêu năm, cả 10 năm rồi mà không, tự nhiên bây giờ lại không được đi. Thì tội nghiệp nó quá. Thì cứ im đi cậu ơi. Thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện thôi. Mình chỉ phó thác và dâng cho Chúa. Em về được 2 ngày thì em chạy xuống cha liền. Chạy xuống với tắc xảy liền. Em mới nói, em khấn với cha. Em nói là bây giờ thì rất là khó khăn. Mà con nghĩ là trong cái lúc làm việc thế nào cũng có sự sơ suất. Thì con mong rằng cái trường hợp của gia đình con sẽ rớt vào cái sơ suất đó, để em con được hồ sơ được hoàn thiện, được êm xuôi sang bên này. Và em tin vào đấng tối cao Chúa và lời chuyển cầu của cha là sẽ làm cho em được cái điều đó. Thành ra em nói bây giờ thôi cha thương đi, cha giúp cho con. Thế là em về thì khoảng một tuần lễ sau, bên Mỹ gọi phone về cho em gấp, nói là thằng Khôi là cái thằng em của em đó, cái hồ sơ của nó, bài mới báo là nó nhận được cái giấy gọi đi bảo lãnh, đi phỏng vấn rồi. Em không có tin, em la lên trong phone, em nói có thật không cậu, cậu đọc kỹ đi, kỹ có phải lá thư đi phỏng vấn không. Thì cậu em, bố em thì mù mà không có thấy đường. Thế ông anh, ông đọc, ông nói cho cậu em biết, nói là đúng cái giấy, có giờ giấc ngày đàng hoàng. Là vào tháng 7, ngày 27 tháng 7 là ngày phỏng vấn của năm 2013. Chắc chắn là như vậy. Trời ơi, anh biết em mừng ơi là mừng, mà muốn la lên, muốn bể luôn cái phòng. Chỉ tự nhiên không. Là chỉ đến với cha có hơn một tuần thôi là đã được ơn rồi. Đó. Thế là em nhận được cái tin đó, cái là em bay xuống cha nữa. Em tạ ơn cha. Em về Việt Nam trong vòng 5 tháng để lo những cái thủ tục cho thằng em, đưa nó sang Mỹ. Thì trong lúc 5 tháng thì em xuống cha cũng 4, 5 lần, 6 lần, 6 lần. Cứ đi về vậy đó. Dạ. Em khấn mọi điều đều được hết. Em khấn cha là mặc dầu nó được phỏng vấn, nhưng mà cũng không yên tâm, tại vì chưa gặp phái đoàn. Tại ra em phải chạy xuống, em nói với cha, nó cha ơi, em con nó đã nhận được giấy rồi, chính xác ngày giờ phỏng vấn rồi, nhưng mà con nguyện với cha là cho nó gặp cái người phỏng vấn dễ dãi, để cho nó pass cái hồ sơ. Nhưng mà cái điều kỳ diệu, quá kỳ diệu, khi mà vào phỏng vấn không hề hỏi gì mẹ em hết, mà em có dặn với nó nếu như phái đoàn hỏi thì em phải thành thật khai ra là mẹ mất vào ngày giờ đó, không có được nói dối với phái đoàn. Nhưng mà sự thật vô không hề hỏi gì về mẹ em hết. Cái ơn của cha thật là rất là to lớn với gia đình em, không thể nào mà tả xiết được. Lòng con thong thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng Cha Phanxicô.
chị Mỹ Nguyễn hiện ở thành phố Santa Ana, California. Một ngày tự nhiên bên tai phải của chị bị ù và rất khó chịu. Chị liền chạy đến văn phòng cha nằm trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, California để xin cha cứu chữa. Chị đã nắm tay cha và nói, xin cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ chữa lành tai cho con. Ngay buổi tối hôm đó, chị đã nghe được rõ hơn và đến nay tai của chị đã hoàn toàn bình thường. Hôm nay chị đến để tạ ơn cha và chia sẻ lại để làm chứng ơn lành cho cha. Dạ, em tên là Mỹ Nguyễn. Dạ, em ở Santa Ana. Dạ, thì em cũng được ơn cha là cha ban phép lạ cho em. Thì cái chuyện cũng nhỏ thôi. Thì lỗ tai em nó càng ngày nó càng ù là nó nặng lên á. Nói một bên thì nó khó nghe. Cho nên nhiều khi mình nói lớn nhưng mà tai không có nghe được cũng khó chịu lắm. Và bên tay phải, rồi em cũng không có xin cha, nhưng có chứ em chỉ xin cho gia đình em với con cái em được mạnh khỏe, con trai em được ơn trở lại đạo á. Mà em thấy từ từ thì nó cũng có đến nhà thờ, nó dẫn vợ con nó tới. Thì em mong cho nó, coi xin cha ban cho nó được trở lại đạo với qua đây thì em dẫn nó tới. Thế đây, em chỉ nói xin cha như thế, nhưng mà ngày hôm qua em thấy em đứng em nói chuyện, cha em nói cha lỗ tai con nó bị ù cả năm nay rồi mà con tính đi bác sĩ mà con cũng có thời gian. Con cứ người ta nói là nóng nhưng mà không phải. Cái em lấy cha đứng thì cái tay cha chỉ nè, thì em lấy cái tay cha em chỉ vô lỗ tai, xin cha chữa lành cho con. Nhờ lời cầu bầu của Chúa, của cha với Đức Mẹ Chúa, xin cha chữa lành cho con. Cái là tới tối về cái em thấy em nói chuyện nó không có còn ù nữa. Dạ. Dạ, buổi chiều em tới đây. Rồi bữa tối em nói em đi làm nhà hàng về cái em thấy lúc mà em mà làm trong nhà hàng nhiều khi em cứ hay bị ù khó chịu lắm. Nhưng ngày hôm qua thì em không sợ, không có nghĩ tới. Tối em về cái em thấy xong rồi lỗ tai nó thảnh thơi quá. Mà em nói chuyện không có còn nó cái tiếng mà nó ồn á. Khó chịu, làm khó chịu lắm. Xong cái sáng nay cái em ngồi em đọc kinh cái em thấy mỗi sáng em đọc kinh em hay bị ù một bên lắm. Em phải bịt một bên em mới đọc kinh mà thấy nó nghe rõ một mình em thôi. Sao em thấy em hết cái em nói kìa là cha đã nhầm lời em rồi. Thôi thì em rồi xin cha, em tạ ơn cha. Ở bên Việt Nam á, thì cái ngày giỗ em hay xuống dưới cha Diệp. Em đi ở dưới Cà Mau á, cha nhà thờ Tắc Sậy á. Và cứ ngày giỗ cha em hay đi xe tốc hành mà từ đêm xuống dưới luôn á. Con em hồi trước thì nó cha thì nó quan phí lắm, nó lêu lỏng rồi nó chơi ba cái kia đó chứ. Thì cái sao em cũng cầu xin nhiều lần, khi em qua đây thì em cũng buồn lắm, em cầu nguyện xin cha sao tác động cho nó được trở lại. Em thấy thì nó cũng từ từ nó cũng tới nhà thờ, nó cũng ngoan. Rồi em cũng có xin lễ tạ ơn cha rồi, thì em cũng nói với lại tất cả mấy bà con cô bác như là có lòng tin của cha. Thì mình phải cầu nguyện ở Chúa và Đức Mẹ, thánh cả Giuse, rồi Chúa và Đức Mẹ mới ban cho cha mới ban lại cho mình. Thì cái chuyện lớn thì nó cũng mới từ từ rồi cha cũng sẽ cho hết. Tiến về quê cha đặt trọn vẹn ước nguyện niềm tin nơi cha, biết bao đắng cay cuộc đời trái tim rã rời, biết bao lắng lo phiền hà cùng với xót xa. Ngài là niềm hy vọng ban nhiều ơn thiêng, như mưa tuôn xuống chân tràn lan mênh mông, cứu con thoát cơn đau thương bớt cơn khốn cùng, ôm đau sống trong bần hàn được muôn an vui. Cha Trương Bưu Diệp ơi,
con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ Cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bù Diệp ơi, tình Cha hãi hà bao la, tình Cha thiết tha mặn mà, chúng con cảm tạ ơn Cha. Cuộc đời nhiều thăng trầm, tan hợp không thôi, như mây đang cuốn trôi về nơi xa xôi. Sống trong bấp bênh bồi hồi giữa cơn sóng bồi, trọn sinh sống trong cuộc đời mong manh kiếp người, tìm được tình yêu Ngài coi lòng hân hoan với bao nhiêu khóc than cùng bao gian nan. Có Cha chúng con an tâm vững tay chống chèo, có Cha chúng con nói theo niềm tin Kitô. Về nơi xa xôi, sống trong bấp bênh bồi hồi giữa cơn sóng bồi, trọn sinh sống trong cuộc đời mong manh kiếp người, tìm được tình yêu Ngài coi lòng hân hoan với bao nhiêu khóc than cùng bao gian nan. Có Cha chúng con an tâm vững tay chống chèo, có Cha chúng con nói theo niềm tin Kitô. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ Cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bưu Diệp ơi, tình Cha hãi hà bao la, tình Cha thiết tha mặn mà, chúng con cảm tạ ơn Cha. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ Cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bưu Diệp ơi, tình Cha hãi hà bao la, tình Cha thiết tha mặn mà, chúng con cảm tạ ơn Cha. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 60 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp. Buổi cầu nguyện tháng 8 vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 8 năm 2014. Kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Sau buổi cầu nguyện, kính mời quý ông bà tham dự tiệc nhẹ để mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Trương Bưu Diệp Foundation 16 tháng 8 năm 2011, 16 tháng 8 năm 2014. Giờ phát hình, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ Năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Mã số 123. Quý khách sau khi thăm viếng văn phòng Trương Bưu Diệp Foundation
Muốn thưởng thức món phở đặc biệt bò Kobe, xin mời ghé đến Kobe House số 10872 Forbes Avenue, Suite B2, Garden Grove, California 92843, cách văn phòng Cha Diệp khoảng 200m. Ngoài hương vị phở thơm ngon, phục vụ tận tình và chu đáo, nhà hàng còn trích ra 10% trên hóa đơn để ủng hộ Trương Bửu Diệp Foundation. Xin quý vị đọc số 123 là ngày giỗ cha 12 tháng 3 khi tính tiền. Hoặc nếu quý vị đi chợ Sài Gòn City Market Place tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, California, xin nhớ đọc số 123 để ban giám đốc siêu thị sẽ trích ra 5% từ hóa đơn mua hàng của quý vị, giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Đặt máy nhận thẻ toàn Hoa Kỳ. Các cơ sở thương mại muốn đặt nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, xin liên lạc ông Nguyễn Bá Trí, công ty MSG qua số toll free 1-866-642-6843 hoặc cell phone số 949-331-2459. Bên cạnh việc lắp đặt máy nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, MSG còn trích ra lợi nhuận để giúp Trương Bửu Diệp Foundation in sách ơn cha Diệp tập 2 sẽ được phát hành trong tháng 8 tới đây. CD ơn cha Diệp để thay cho chương trình radio vào mỗi thứ năm trên băng tần 106.3 FM đang tạm ngưng, chúng tôi phát hành CD ơn cha Diệp và phát miễn phí tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 Euclid Street, phòng E 103105, thành phố Garden Grove, California 92843. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình ơn cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Một dịp về Việt Nam thăm người thân, chị đã về Tắc Dậy, Cà Mau, nơi có mộ cha Francisco Trương Bửu Diệp để xin cha cho hồ sơ em của mình được cứu xét, mặc dù chị biết có rất ít hy vọng. Lời cầu xin của chị với cha có được như ý nguyện không? Xin mời quý vị nghe chị chia sẻ lại câu chuyện sau đây. Dạ, em thì là tên Phụng, còn đây là chị gái lớn tên Nga, còn chị bên đây là tên chị Anh. Thì hồi năm vừa rồi, vào tháng 6 năm 2013, nói chung là gia đình em thì đông anh em, 14 anh chị em. Thì được sang đây được 10 người. Thì trong đó là 9 cái hồ sơ là do bố em đứng tên bảo lãnh. Riêng đặc biệt có một cái người em của em là cách em một đứa đó, thì là mẹ em đứng ra bảo lãnh. Lúc đó là bình thường thôi, nhưng hồ sơ của thằng em nó kéo dài hơn 2 năm rồi mà cũng không thấy gọi. Thì trong cái thời gian đó thì mẹ em qua đời, người đứng đơn thì lại qua đời. Cái hồ sơ thì cứ im hơi lặng tiếng, không có thấy nhắc tới gì hết. Thì em có thắc mắc, em mới đi ra hỏi văn phòng dịch vụ. Họ mới nói là cái hồ sơ mà người đứng bảo trợ mà qua đời thì coi như là clear, không có. Đóng sổ lại luôn. Dạ, đóng sổ luôn. Mặc dù là anh đã đóng mấy trăm đồng gì đó, tất cả các cái thủ tục đầy đủ thì cũng clear hết. Hơn 10 văn phòng em đi hỏi thì ai cũng trả lời với em một câu là không có được. Coi như là hồ sơ đó bỏ luôn. Ừ. Thì có một văn phòng thì họ nói với em là có thể chuyển qua cái diện đi nhân đạo. Thì họ lấy cái lệ phí là 500 đồng. Nhưng mà có 1% là được thôi. Vâng, họ nói là 1% là được thôi. Là vì họ nói lý do là gia đình đông quá mà đi qua đây cũng nhiều rồi. Thì có thể họ sẽ xét theo cái diện nhân đạo. Nhưng mà tỷ lệ đạt yêu cầu có 1% thôi. Họ nói trước cho mình như vậy. Thì em và bố em là cái người quan tâm và hay theo dõi cái hồ sơ này. Thì đầu tháng 5 em về Việt Nam.
Thì trong cái lúc về Việt Nam thì em có bàn với bố em là thôi, cái chuyện là nó không đi được. Tại vì chờ đợi bao nhiêu năm, cả 10 năm rồi mà không, tự nhiên bây giờ lại không được đi thì tội nghiệp nó quá. Thì cứ im đi cậu ơi, thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện thôi, mình chỉ phó thác và dâng cho Chúa. Em về được 2 ngày thì em chạy xuống cha liền, chạy xuống với tắc sậy liền. Em mới nói, em khấn với cha, em nói là bây giờ thì rất là khó khăn, mà con nghĩ là trong cái lúc làm việc thế nào cũng có sự sơ suất. Thì con mong rằng cái trường hợp của gia đình con sẽ rớt vào cái sơ suất đó, để em con được hồ sơ được hoàn thiện, được êm xuôi sang bên này. Và em tin vào vào đấng tối cao Chúa và lời chuyển cầu của cha là sẽ làm cho em được cái điều đó. Thành ra em nói bây giờ thôi cha thương đi, cha giúp cho con. Thế là em về thì khoảng một tuần lễ sau, bên Mỹ gọi phone về cho em gấp, nói là thằng Khôi, là cái thằng em của em đó, cái hồ sơ của nó, bài mới báo là nó nhận được cái giấy gọi đi bảo lãnh, đi phỏng vấn rồi. Em không có tin, em la lên trong phone, em nói có thật không cậu, cậu đọc kỹ đi, kỹ có phải lá thư đi phỏng vấn không. Thì cậu em, bố em thì mù mà không có thấy đường. Ông anh, ông đọc, ông nói cho cậu em biết, nói là đúng cái giấy, có giờ giấc ngày đàng hoàng, là vào tháng 7, ngày 27 tháng 7 là ngày phỏng vấn của năm 2013. Chắc chắn là như vậy. Trời ơi, anh biết em mừng ơi là mừng, mà muốn la lên, muốn bể luôn cái phòng. Là chỉ đến với cha có hơn một tuần thôi là đã được ơn rồi. Đó, thế là em nhận được cái tin đó, cái là em bay xuống cha nữa. Em tạ ơn cha. Em về Việt Nam trong vòng 5 tháng để lo những cái thủ tục cho thằng em, đưa nó sang Mỹ. Thì trong lúc 5 tháng thì em xuống cha cũng 4, 5 lần, 6 lần. Cứ đi về vậy đó. Dạ. Em khấn mọi điều đều được hết. Em khấn cha là mặc dầu nó được phỏng vấn nhưng mà cũng không yên tâm, tại vì chưa gặp phái đoàn. Tại ra em phải chạy xuống, em nói luôn anh, nó nhẹ thẳng lên giống như cái ngực bên mặt vậy đó. Yes, rồi lúc đó Dung khóc quá trời anh ơi. Rồi lúc đó Dung mới nói là người ta chỉ cần một ơn thôi, người ta đã chạy đến Pharisee Trương Bửu Diệp ở gặp Liên Xô tạ ơn cha rồi. Còn mình 7 năm nay quá nhiều, mà lần này là lớn nữa. Lần này là mình mà nếu không cầu xin cha, dám tranh xe dám chết lắm. Thì nó nặng lắm anh ơi, thở không được anh. Nhưng nghĩ là cái tim mình chắc sắp ngừng rồi, tại vì mỗi lần thở mỗi lần đau kiểu nổi. Có một cái biến cố này lớn lắm anh, là chính cha Diệp cứu mạng Dung nè. Sau cái New Year thì bên Canada, ngày 8 January 2014 đó, nó có một cái trận bão tuyết lớn lắm anh. Nó lên tới đầu gối mình á. Thì sau cái trận bão tuyết lớn như vậy thì là mưa. Anh coi giữa mùa đông lạnh lắm, trừ 30 mấy độ, mà qua cái trận bão tuyết thì là mưa. Mưa cả ngày. Thì sau cơn mưa là bắt đầu đường nó trơn bóng. Anh tưởng tượng bây giờ cái khối nước đá mà mình để trong ngăn đá đó, trong tủ lạnh đó, nó làm sao đó, thì ở ngoài đường của Canada nó như vậy đó. Nó trơn, nó bóng lắm anh. Tức là mình bước ra khỏi nhà là mình tụt nước à, không có thể đi được nữa. Thì Dung nhìn ra đường là không có một người nào đi đường đó. Trừ ra người ta phải đi làm hay là phải có chuyện gì quá quan trọng người ta mới ra đường. Không ai dám ra đường là chết liền, xe đụng chết liền. Dung mới nói trời ơi, bây giờ mở tủ lạnh ra, nhà không còn một cái gì ăn, bây giờ hy sinh. Dung mang giày, Dung mặc măng tô kỹ, xong rồi đi chậm chậm. Mình nói thôi, nhà mình gần quanh mất lắm. Thì Dung nói thôi, không lẽ có 3 phút mà mình té. Dung đi ra, Dung ra quanh mất, Dung mua đủ thuốc trái cây, mỗi bên 5kg luôn. Thì Dung trở ra một cái, thì Dung bật nữa. Tức là tại vì mình sách nặng quá mà đường trơn bóng quá. Mà trên đường đi có một mình Dung đi à. Dung đã nói cái ngày quan trọng nguy hiểm thì không ai ra đường. Mà cái con đường Dung đi nó không có đèn đêm anh. Mà lúc đó 6 rưỡi chiều của Canada, mà ngay tháng giêng thì anh biết nó mù mịt giống như 12 giờ đêm mùa hè vậy đó. Dung té bật ngửa một cái mạnh lắm, rồi cái sườn đập xuống cái khối nước đá đó. Dung nói thôi chết rồi, mình gãy xương sườn rồi, chắc chắn bị xương sườn rồi. Để đau lắm, Dung đau lắm. Thì Dung nói thôi bây giờ phải lấy cái xe le phone police chở mình về. Vừa rồi mới thò tay vô định kêu police chở mình về, thì có một cái xe hơi nó đang chạy cái vận tốc khoảng 40-50 km, nó đang chạy tới Dung. Nó chạy giật dìu tới mình á, mà nó đang trước mặt mình nữa. Trời ơi, Dung nói chết rồi, chuyện này chắc cái xe cán mình chết. Lúc đó Dung thấy cái xe nó đang chạy ào ào tới ngược phía mình. Thì Dung mới kêu lên cha Diệp. Dung vừa kêu giúp tiếng cha Diệp
thì có hai bàn tay ai đó nắm hai cái cánh tay Dung kéo Dung đứng thẳng lên. Thì lúc đó là Dung cảm nghĩ rằng ô hai bàn tay ai đang nâng đang nắm cánh tay mình dựng lên á, dựng lên luôn á, dựng mới kịp á anh. Thì cha vừa dựng em Dung lên cái thì cái xe nó chạy ào qua mặt mình đi. Tức là nếu mà không có người dựng mình lúc đó là chắc chắn Dung bị cắn đứt đôi làm hai rồi. Em mình té bật ngửa giữa đường xe chạy. Trời Dung hú hồn. Cái Dung nói trời trời cha cứu con rồi, chị này con thoát chết rồi. Mà lạ lắm anh. Thì vừa Dung vừa đứng lên thì cái xe đó nó đi ngang mặt Dung thì nó lại quay trở lại. Thì bà quay chiếc xe xuống bà nói, có sao không đó? Thì Dung nói, ô dạ, không có sao hết. Bà nói chuyện với Dung mà bà nhìn sau lưng Dung. Dung thấy cái ánh mắt bà không nhìn ngay mình, nhưng mà lại nhìn phía sau lưng mình á, nhìn ai đó không biết nữa. Thì Dung mới nhìn bà, Dung nói, ô, à, không có sao, nhưng mà mày nhìn ai vậy? Tức là cái ánh mắt không có nhìn ngay Dung. Thì bà nói, có một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau lưng mày, đỡ mày lên đó. Tức là bà thấy, nhưng mà Dung không thấy. Dung nghe bà nói gì, Dung quay lại sau lưng mình thì không thấy ai. Thì con đường mênh mông chỉ có Dung với cái xe bả thôi, thì đâu còn ai nữa. Thì Dung quay lại, Dung nói bả, không, tao không thấy ai. Bả nói có một người mặc đồ đen đứng sau lưng mày, mới vừa đỡ mày đứng lên. Thì Dung biết liền là cái gì ta, chứ còn ai. Bả nói là mặc một cái áo dài màu đen á, áo dài thon luôn á mà màu đen. À, thì Dung nói, ô, thành ra trong bụng thì Dung biết rồi, Dung không có nói với bả, nhưng mà Dung biết rồi, ô, cha gì mới đỡ mình đứng lên. Thành ra cha cứu em qua cái trận nó lớn quá. Không có cha vừa đó là đúng là cái xe đó nó cán mình. Tại vì giữa cái đường lớn xe lộn như vậy, chỉ có một cái xe hơi tới, không ai cứu mình được. Cũng ước ao ngày rất gần qua nắm bàn tay ở cha, ở cái tượng cha, coi nó khác biệt với cái bàn tay ở trong giấc mơ như thế nào. Chân thành cảm ơn hội Chung Buổi Diệp cho phép Chung được thâu âm. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài lòng dạ. Chị Nguyễn Minh Phụng hiện ở thành phố Santa Ana, California. Chị có người em trai ở Việt Nam đang có hồ sơ do mẹ bảo lãnh. Trong thời gian chờ đợi, bất ngờ mẹ của chị qua đời và các văn phòng luật sư hồ sơ bảo lãnh cho em trai không còn hiệu lực nữa. Trong một... Cha nó chơi, em con nó đã nhận được giấy rồi, chính xác ngày giờ phỏng vấn rồi. Nhưng mà con nguyện với cha là cho nó gặp cái người phỏng vấn dễ dãi để cho nó pass cái hồ sơ. Nhưng mà cái điều kỳ diệu, quá kỳ diệu, khi mà vào phỏng vấn không hề hỏi gì mẹ em hết. Mà em có dặn với nó, nếu như phái đoàn hỏi thì em phải thành thật khai ra là mẹ mất vào ngày giờ đó, không có được nói dối với phái đoàn. Nhưng mà sự thật vô không hề hỏi gì về mẹ em hết. Cái ơn của cha thiệt là rất là to lớn với gia đình em, không thể nào mà tả xiết được. Lòng con thon thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng Cha Francisco. Chị Mỹ Nguyễn hiện ở thành phố Santa Ana, California. Một ngày tự nhiên bên tai phải của chị bị ù và rất khó chịu. Chị liền chạy đến văn phòng cha nằm trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, California để xin cha cứu chữa. Chị đã nắm tay cha và nói, xin cha cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ chữa lành tai cho con. Ngay buổi tối hôm đó, chị đã nghe được rõ hơn và đến nay tai của chị đã hoàn toàn bình thường. Hôm nay chị đến để tạ ơn cha và chia sẻ lại để làm chứng ơn lành cho cha. Dạ, em tên là Mỹ Nguyễn. Dạ, em ở Santana. Dạ, thì em cũng được ơn cha là cha ban phép lạ cho em. Thì cái chuyện cũng nhỏ thôi. Thì lỗ tai em nó càng ngày nó càng ù là nó nặng lên á. Nói một bên thì nó khó nghe. Cho nên nhiều khi mình nói lớn nhưng mà ta không có nghe được, cũng khó chịu lắm. Và bên tay phải rồi em cũng không có xin cha, nhưng có chứ em chỉ xin cho gia đình em với con cái em được mạnh khỏe, con trai em được ơn trở lại đạo á. Mà em thấy từ từ thì nó cũng có đến nhà thờ, nó dẫn vợ con nó tới. Thì em mong cho nó, coi xin cha ban cho nó được trở lại đạo, với qua đây thì em dẫn nó tới. Thế đây, em chỉ xin cha như thế, nhưng mà ngày qua em thấy em đứng em nói chuyện, cha em nói chơi lỗ tai con nó bị ù cả năm nay rồi, mà con tính đi bác sĩ mà con cũng có thời gian, con cứ người ta nói là nóng nhưng mà không phải.
cái em lấy cha đứng thì cái tay cha chỉ nè, thì em lấy cái tay cha em chỉ vô lỗ tai, xin cha chữa lành cho con. Nhờ lời cầu bầu của Chúa, của cha với Đức Mẹ Chúa, xin cha chữa lành cho con. Cái là tới tối về cái em thấy em nói chuyện nó không có còn ù nữa. Dạ. Dạ, buổi chiều em tới đây. Rồi bữa tối em nói em đi làm nhà hàng về cái em thấy lúc mà em mà làm trong nhà hàng nhiều khi em cứ hay bị ù khó chịu lắm. Nhưng ngày hôm qua thì em không sợ, không có nghĩ tới. Tối em về cái em thấy xong rồi lỗ tai nó thảnh thơi quá. Mà em nói chuyện không có còn nó cái tiếng mà nó ồn ồn á. Khó chịu, làm khó chịu lắm. Xong cái sáng nay cái em ngồi em đọc kinh cái em thấy mỗi sáng em đọc kinh em hay bị ù một bên lắm. Em phải bịt một bên em mới đọc kinh mà thấy nó nghe rõ một mình em thôi. Sao em thấy em hết cái em nói kìa là cha đã nhầm lời em rồi. Thôi thì em rồi xin cha, em tạ ơn cha. Ở bên Việt Nam á, thì cái ngày giỗ em hay xuống dưới cha Diệp. Em đi ở dưới Cà Mau á, cha nhà thờ Tắc Sậy á. Và cứ ngày giỗ cha em hay đi xe tốc hành mà từ đêm xuống dưới luôn á. Con em hồi trước thì nó cha thì nó quan phí lắm, nó lêu lỏng rồi nó chơi ba cái kia đó chứ. Thì cái sao em cũng cầu xin nhiều lần, khi em qua đây thì em cũng buồn lắm, em cầu nguyện xin cha sao tác động cho nó được trở lại. Em thấy thì nó cũng từ từ nó cũng tới nhà thờ, nó cũng ngoan. Rồi em cũng có xin lễ tạ ơn cha rồi, thì em cũng nói với lại tất cả mấy bà con cô bác như là có lòng tin của cha. Thì mình phải cầu nguyện ở Chúa và Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, rồi Chúa và Đức Mẹ mới ban cho cha mới ban lại cho mình. Thì cái chuyện lớn thì nó cũng mới từ từ rồi cha cũng sẽ cho hết. Tiến về quê cha đặt trọn vẹn ước nguyện niềm tin nơi cha, biết bao đắng cay cuộc đời trái tim rã rời, biết bao lắng lo phiền hà cùng với xót xa. Ngài là niềm hy vọng ban nhiều ơn thiêng, như mưa tuôn xuống chân tràn lan mênh mông, cứu con thoát cơn đau thương bớt cơn khốn cùng, ôm đau sống trong bần hàn được muôn an vui. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bưu Diệp ơi, tình cha hải hà bao la, tình cha thiết tha mặn mà, chúng con cảm tạ ơn cha. Cuộc đời nhiều thăng trầm tan hợp không thôi, như mây đang cuốn trôi về nơi xa xôi, sống trong bấp bênh bồi hồi giữa cơn sóng bồi, trót sinh sống trong cuộc đời mong manh kiếp người, tìm được tình yêu Ngài cõi lòng hân hoan với bao nhiêu khóc than cùng bao gian nan. Có cha chúng con an tâm vững tay chống chèo, có cha chúng con noi theo niềm tin Kitô. Thank you.
mây đang cuốn trôi về nơi xa xôi, sống trong bấp bênh bồi hồi giữa cơn sóng bồi, trọn sinh sống trong cuộc đời mong manh kiếp người tìm được tình yêu ngài, cõi lòng hân hoan với bao nhiêu khóc than cùng bao gian nan, có cha chúng con an tâm vững tay chống chèo, có cha chúng con noi theo niềm tin Kitô. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bưu Diệp ơi, tình cha hải hà bao la, tình cha thiết tha mặn mà, chúng con cảm tạ ơn cha. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bưu Diệp ơi, tình cha hải hà bao la, tình cha thiết tha mặn mà, chúng con cảm tạ ơn cha. Cha Trương Bưu Diệp, lạy Cha Trương Bưu Diệp. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn Cha Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 60 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của Cha Trương Bưu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn Cha Diệp do Trương Bưu Diệp Foundation thực hiện, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với Cha Trương Bưu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn Cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tin yêu tha thiết con nay vàng vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Chị Dung Trần hiện cư ngụ tại thành phố Montreal, Canada. Chị là người ngoài công giáo, nhưng chị có niềm tin mạnh mẽ vào cha. Chị thường cầu xin cha trong những lúc chị gặp bệnh tật hoặc khó khăn. Và chị đã nhận được rất nhiều ơn của cha. Một lần ngủ dậy, chị cảm thấy ngực của chị rất đau và nặng. Mỗi lần thở là chị cảm thấy đau nhức. Chị đã cầu xin với cha, cha ơi, cứu con, cho con hết đau liền đi. Và một lần khác, chị ra đường đi bộ, không may bị trơn trượt té và thời tiết lúc đó đang có bão tuyết. Trời lại tối và từ xa, đang có một chiếc xe lao rất nhanh về phía chị. Chị chỉ kịp kêu lên, cha Diệp ơi, cứu con.
câu chuyện diễn tiến như thế nào và chị có thoát được tai nạn không? Xin kính mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại qua điện thoại mà chúng tôi đã thu âm lại. Trước hết, Dung xin kính chào Trung Quốc Dịch Foundation ở Garden Grove, California. Dung nhiều ơn của cha lắm. Bắt đầu mình kể nhanh, rất nhanh là tại vì nhiều quá mà không có bao giờ được đến thăm viếng cha để tạ ơn. Tháng 11, 2013 vừa rồi đó, là mới đây đó, cách đây 7 tháng đó. Thì tự nhiên Dung ngủ dậy, bên một cái mình nó nặng quá. Nó nặng giống như mình đốt một cục gạch vô, nó nặng tới vậy. Mà nó đau, không thể tưởng anh. Tức là mỗi giây Dung thở đó là nó đau. Thì Dung mới nghĩ, đàn bà mà khoảng 45 tuổi trở lên hay bị căng xe ngực đó anh. Thì Dung sợ quá, Dung mới đem cái hình cha, Dung mới nói, trời, sao tự nhiên con ngủ dậy ngực con đau mà mỗi phút, mỗi giây con thở con đau quá trời. Chắc là con bị căng xe ngực rồi, chắc giai đoạn cuối rồi. Tại thường thường anh biết căng xe giai đoạn đầu thì nó không có đau. Nhưng mà giai đoạn cuối đau thì tức là mình cũng gần xong rồi. Thì Dung xin cha, Dung nói trời, cha độ cho con sao con đừng căng xe nha. Nếu mà thật sự cha thương con đó, cha đã ban cho con nhiều ân lành đó. Thôi bây giờ cha cứu con kỳ này đi, cho con hết đau liền đi. Cha con không hết đau liền tức khắc đi. Thì cái lúc mà Dung ngồi nói câu đó là 11 giờ đêm. Mà anh có tưởng tượng sáng hôm sau 10 giờ sáng Dung ngủ dậy. Dung ra đường, Dung lấy xe Dung đi công việc. Mà Dung không còn nhớ tới cái đau mình nữa, tức là nó đã hết đau rồi. Thì tới 1-2 giờ trưa mới giật mình, ủa sáng giờ sao mình không đau? Yeah. Tức là cái cơn đau nó hết rồi, thành ra mình quên nó đi luôn rồi. Và cái nặng mà em nói là cái như hòn gạch mà đứt vô cái ngực đó,